5 loại quả tuyệt đối không được thắp hương vào ngày mùng 1 hàng tháng, càng cúng càng mang tội. Hoan hỷ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, bên cạnh việc chuẩn bị các bài văn khấn cúng rằm mùng 1 hàng tháng, thì các gia đình cần phải lưu ý khi chuẩn bị hoa quả thắp hương ngày rằm mùng 1. Trong thờ cúng, gia chủ không nên chọn những loại hoa quả sau để thắp hương rằm mùng 1, bởi những loại hoa quả này sẽ mang đến những điều không may mắn cho gia đình. Đồng thời, nó còn là những loại vật phẩm kiêng kỵ trong thờ cúng mà gia chủ không hề hay biết. Hoa quả giả. Chuẩn bị đồ cúng lễ ngày rằm mùng 1, gia chủ ngoài việc chuẩn bị hương hoa thì trái cây tươi cũng là một trong những lễ vật có ý nghĩa vô cùng quan trọng không thể thiếu. Vì vậy, hoa quả để cúng trong ngày rằm hay là mùng 1 tuyệt đối không được sử dụng hoa quả giả. Bởi lẽ trong quan niệm tâm linh của người Việt, những loại hoa quả tươi mang ý nghĩa tốt lành sẽ phù hợp để gia chủ lựa chọn thắp hương cho gia tiên trong ngày rằm mùng 1 hàng tháng. Do đó, việc sử dụng và bày biện hoa quả giả trên bàn thờ vào ngày này vừa thể hiện sự không tôn trọng của gia chủ đối với thần linh gia tiên, vừa không có lợi cho yếu tố phong thủy. Trái cây đã chín nẫu. Ngoài hoa quả giả thì trái cây đã chín nẫu cũng là lễ vật mà gia chủ không nên sử dụng để cúng gia tiên vào ngày rằm mùng 1. Theo đó, gia chủ nên lựa chọn những loại hoa quả vừa chín tới hoặc là chín vừa đủ là đẹp nhất. Bởi nếu chọn đặt những loại trái cây đã chín nẫu lên bàn thờ sẽ khiến cho chúng bị hư hỏng nhanh, đồng thời là điều kiện để thu hút các loại ruồi muỗi lui tới. Điều này khiến cho không gian thờ cúng bị ô uế và mất đi sự trang nghiêm cần thiết. Những loại hoa quả có gai sắc nhọn. Không ít gia đình hiện nay quan niệm rằng mùa nào quả nấy hay là người trong nhà thích ăn quả gì thì chọn thắp hương loại quả đó. Quan điểm này không sai hoàn toàn, nhưng mà các gia chủ nên lưu ý không nên chọn những loại hoa quả có gai sắc nhọn để thờ cúng trên bàn thờ, đặc biệt là trong ngày rằm hay là mùng 1. Thứ nhất, bởi quan niệm trong phong thủy cho rằng những loại quả này khi mà thắp hương thờ cúng tổ tiên sẽ gây ảnh hưởng đến gia đạo cũng như là sự bình an của các thành viên trong gia đình. Thứ hai, đó là loại hoa quả có mùi quá thơm. Thắp hương gia tiên ngày rằm mùng 1, gia chủ không nên chọn những loại hoa quả có mùi quá thơm như là mít, sầu riêng, bởi mùi thơm nồng nặc của những loại quả này không phù hợp với nơi thờ cúng linh thiêng là bàn thờ. Do vậy, gợi ý tuyệt vời cho gia chủ đó là lựa chọn những loại trái cây có mùi thơm dễ chịu và nhẹ nhàng cho khắp không gian thờ cúng. Loại quả mọc sát với mặt đất. Những loại quả có họ hàng với nhau như là cà chua, me hay là thanh trà, và đặc biệt là loại quả mọc sát với mặt đất, cũng là những loại hoa quả mà gia chủ không nên lựa chọn để thắp hương trên bàn thờ gia tiên. Thay vào đó, những loại hoa quả gia chủ nên lựa chọn tốt nhất đó là đu đủ, cam, xoài, lựu, nho. Gợi ý, những loại hoa quả gia chủ nên lựa chọn để thắp hương vào ngày rằm và ngày mùng 1 đó là quả táo. Quan niệm phong thủy cho rằng táo là hoa quả tượng trưng cho sự yên bình cũng như là hòa hợp trong gia đạo. Không những thế, loại quả này còn có màu sắc rất đẹp, mang ý nghĩa tốt lành trong việc thờ cúng. Vì vậy mà táo là loại quả rất được yêu thích, lựa chọn và sử dụng để thắp hương gia tiên vào ngày rằm mùng 1 hàng tháng. Quả dứa. Dứa với mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu cũng là một trong những loại hoa quả gia chủ nên lựa chọn để thắp hương gia tiên vào ngày rằm mùng 1 hàng tháng. Bởi trong tiếng Hán thì dứa được phát âm nghe như là may mắn đến theo cách của bạn. Vì thế, từ lâu trong phong thủy truyền thống, dứa đã trở thành biểu tượng có ý nghĩa tốt đẹp. Không những thế, loại quả này còn tượng trưng cho sự may mắn giàu có trong gia đình gia chủ. Quả cam. Không chỉ là loại quả phổ biến chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe, cam còn là loại hoa quả được đa số các gia đình hiện nay lựa chọn làm vật phẩm cúng gia tiên vào ngày rằm mùng 1. Bởi bên cạnh ý nghĩa về phong thủy, cam còn được coi là lễ vật giúp gửi gắm lời cầu nguyện về may mắn của gia chủ tới gia tiên. Ngoài ra, cam khi được thờ cúng trên bàn thờ còn được để rất lâu và có mùi thơm dễ chịu. Quả chuối.
Chuối trong phong thủy là loại hoa quả mang ý nghĩa thu hút, vì vậy đây là loại quả được sử dụng trong thờ cúng rất phổ biến hiện nay. Tuy nhiên thì gia chủ tuyệt đối không nên lựa chọn loại quả này nếu đi tảo mộ trong tháng cô hồn để tránh chào mời những vị khách không mấy tốt lành. Quả bòng hay còn gọi là quả bưởi. Trong tiếng Hán thì bưởi có phát âm tương tự giống với từ con trai, do vậy mọi người thường thích bày bưởi trên bàn thờ để thắp hương với mục đích xin lộc về con cái. Không những thế, bưởi còn có hình dáng tròn tròn, trông đẹp mắt. Vì vậy, nếu để bài trí trên bàn thờ tổ tiên sẽ rất phù hợp và sang trọng. Để nối tiếp chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số kiêng kỵ chính trong việc thờ cúng trên bàn thờ gia tiên và ban thờ thần tài nhé. Đó là cành vàng lá ngọc đã cúng ở chùa mang về thờ. Nhiều người đi lễ hay mua những cành vàng lá ngọc đồ hàng mã đẹp để dâng cúng rồi xin lộc mang về trưng bày trên bàn thờ. Đây là điều không nên vì những thứ cành vàng lá ngọc có nhiều điều khó nói như là bày bán chỗ có sạch hay không, cất giữ thế nào, có bị ô uế hay không. Mặt khác, khi đã dâng cúng ở chùa, những cành vàng lá ngọc này có thể sẽ có vong rồi đủ thứ bám vào. Chính vì vậy mà bạn không nên xin lộc cành vàng lá ngọc ở chùa để mang về bày trên ban thờ. Trước khi đặt lên ban thờ bất cứ vật gì cũng nên suy xét thật kỹ lưỡng, tránh tai họa khôn lường. Tăng thêm sinh khí cho nơi thờ tự bằng cây xanh. Để tăng thêm sinh khí cho nơi thờ tự thì gia chủ có thể bố trí thêm một hoặc là hai cây xanh. Nên lựa chọn cây kim tiền phát lộc hoặc là một số loại cây dễ sống. Không nên lựa chọn cây có gai nhọn, khó sống để tránh trường hợp đang trồng thì chết. Trên bàn thờ thì tốt nhất không nên dùng hoa nhựa. Dịp Tết nên bày mâm ngũ quả đúng cách của người miền Bắc, gồm có chuối, bưởi, đào, hồng, quýt hoặc là mâm ngũ quả theo phong cách của miền Nam, gồm có mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung. Không dùng cát để bỏ vào trong bát hương. Tuyệt đối không được dùng cát để thay cho tro ở trong bát hương. Cát là hợp chất được lắng đọng lâu dài dưới lòng sông từ nhiều thứ, do vậy luôn mang bên trong nhiều âm khí. Việc sử dụng cát đặt trong bát hương ban thờ sẽ khiến cho gia đình lục đục gặp những điều không may mắn. Bát hương phải được bốc bằng tro sạch, được đốt từ rơm nếp hoặc là rơm tẻ sạch, sàng lọc kỹ để bỏ đi những tạp chất. Phải thường xuyên lau dọn và thắp hương bàn thờ. Điều này đặc biệt quan trọng bởi qua đó thể hiện sự biết ơn, kính trọng ông bà tổ tiên. Nếu bàn thờ hướng trực tiếp ra cửa chính, đèn trên bàn thờ luôn phải bật sáng để thu hút năng lượng dương. Chổi và khăn khi dùng để lau dọn bàn thờ phải được chuẩn bị riêng, không chung đụng. Bàn thờ là nơi thiêng liêng, phải tránh uế tạp. Đặt bát hương cũng là điều mà mỗi gia đình cần phải hết sức chú ý. Trong mỗi nhà chỉ nên đặt từ 2 đến 3 bát hương trên một bàn thờ, trong đó một bát hương thờ ngũ vị thần tài để ở vị trí cao nhất, một bát hương thờ gia tiên tổ phụ các bậc bề trên, một bát hương thờ huynh đệ tỷ muội con cháu. Không được xê dịch bát hương sau khi đã lau dọn xong bàn thờ. Khi mà lau dọn cắm hương thì nên lưu ý không được xê dịch mà chỉ được dùng khăn ướt vắt ráo để lau. Khi mà dọn chân hương, gia chủ nên rút từng cây cho đến khi còn lại khoảng 9 cây chân hương đẹp thì dừng lại. Số chân hương rút bỏ phải được khóa và mang giải ở sông suối chứ không được vứt lung tung. Đặt bàn thờ trong phòng ngủ. Dù diện tích không gian sống của bạn có chật hẹp đến đâu thì tuyệt đối bạn không nên được đặt bàn thờ trong phòng ngủ. Bởi vì phòng ngủ là không gian riêng tư và có nhiều điều không thanh tịnh. Việc bạn đặt bàn thờ trong phòng ngủ sẽ làm mất đi vẻ trang nghiêm, tôn kính và linh thiêng của bàn thờ. Sẽ không có thần linh hay là ông bà tổ tiên nào chứng giám cho bạn nếu đặt bàn thờ ở vị trí này. Và ngược lại, điều xấu sẽ ập đến với bạn. Cửa phòng không đặt đối diện cửa ra vào. Phòng thờ là nơi trang nghiêm, cần phải được tôn trọng. Vì thế khi mà bố trí phòng thờ, tránh đặt cửa phòng thờ đối diện với cửa ra vào trong ngôi nhà, ví dụ như là cửa chính, cửa hậu hay là bất cứ cửa của một phòng nào khác. Phòng thờ kiêng kỵ bị ánh nắng và gió chiếu vào quá mạnh mẽ. Một trong những điều kiêng kỵ khi bố trí phòng thờ là ánh sáng trong phòng thờ cần đủ, nhưng không có nghĩa là chọn vị trí có ánh nắng trực tiếp chiếu vào phòng thờ. Thay vào đó, trên bàn thờ nên đặt ánh sáng màu vàng của đèn để mang lại cảm giác ấm cúng. Nếu có cửa sổ lớn đặt đối diện bàn thờ thì hút gió vào, dễ bị bát hương, đồng thời
cuộc sống của gia chủ sẽ dễ gặp phải tai ách sóng gió. Bàn thờ tuyệt đối cấm kỵ đặt vào vị trí các cung xấu như là tuyệt mệnh, ngũ quỷ, họa hại, lục sát. Phía bên phải ban thờ khi mà đứng lễ bao giờ cũng có khoảng cách rộng hơn phía bên trái ban thờ. Bàn thờ đại kỵ đặt ở vị trí nhìn ra hai hướng sau, đó là Đông Bắc và Tây Nam, vì hai hướng này là hai vị trí hướng ngũ quỷ. Không nên kê bàn thờ hướng ngược với hướng nhà hoặc là hướng ra cửa sổ. Khi mà bài trí bàn thờ, gia chủ nên tránh kê bàn thờ hướng ngược với cửa ra vào hoặc phía dưới cửa sổ. Bởi theo quan niệm phong thủy, điều này sẽ làm thoát khí, khiến cho chủ nhà không gặp may mắn. Ngoài ra thì việc để bàn thờ như vậy thường dẫn đến việc bàn thờ bị trực khí từ cửa vào hoặc ánh sáng chiếu trực tiếp từ cửa vào, dẫn tới khu vực thờ cúng khó tiếp được linh. Bàn thờ nên quay ra cửa chính, không nên ngược với hướng nhà. Nếu không có thể gây ra âm dương tương phản, dễ gây bất trắc, nô bộc, phản bội hoặc là con cái không hiếu thuận, tài vận và gia vận bị ảnh hưởng. Bàn thờ không được đặt đối diện nhà vệ sinh hoặc đặt để bàn thờ tựa vào tường nhà vệ sinh. Nếu gia chủ bố trí như vậy thì những âm khí, uế khí do khu vực nhà vệ sinh sẽ dễ ảnh hưởng tới khu vực đặt để bàn thờ, dẫn tới khu vực tiếp linh, nhiễm tả khí, uế khí, ảnh hưởng trực tiếp tới gia đạo, sức khỏe các thành viên trong nhà, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp tới nhân đinh, gia chủ, trưởng tử, nam thứ trong nhà. Bàn thờ thì không được đặt tựa vào tường nhà bếp hoặc là hướng vào khu vực bếp nấu. Nếu để đối diện nhà bếp thì sẽ gây tranh cãi, tính tình gia chủ nóng nảy. Bàn thờ gia tiên không được đặt bên dưới gầm cầu thang hoặc đặt tựa vào tường khu vực cầu thang. Khi đặt bàn thờ vào vị trí này, nếu đặt dưới gầm cầu thang sẽ khó có thể có cơ hội phát triển. Cầu thang là nơi dẫn khí, tiếp khí, các tầng với nhau nên luôn luôn bị động. Nếu đặt tại vị trí này dẫn tới bàn thờ bị động, khó tiếp được linh. Ngoài ra, dẫn tới gia đạo trong nhà luôn lục đục, không được hòa thuận. Bàn thờ gia tiên sẽ không được đặt tại vị trí có nền đất lồi lõm. Nếu đặt trên nền đất lồi lõm, khiến cho chủ nhân gặp khó khăn. Ngoài ra thì ngày nay, do diện tích nhà chật hẹp, các gia đình làm nhà tầng từ tầng 2 trở lên sẽ thường làm đua ra ngoài thêm một số phần diện tích mặt sàn. Phần mặt sàn đua ra tuyệt đối không được sử dụng để đặt bàn thờ thần linh gia tiên. Thứ nhất, đây là phần diện tích không thuộc khu đất nhà mình. Và thứ hai, khi mà đặt bàn thờ như vậy, phía tầng 1 sẽ là khoảng không, sẽ tạo ra sự chơi vơi cho bàn thờ. Phần chân bàn thờ không tiếp được với đất. Theo tín ngưỡng từ xa xưa của dân gian ta, bàn thờ khi mà đặt như vậy sẽ không thể tiếp linh cho bàn thờ được, khiến cho việc thờ thần linh gia tiên gặp khó khăn. Trường hợp này, bàn thờ sẽ thường gọi là bàn thờ vô thần. Bàn thờ tổ tiên không nên đặt ở trung tâm nhà, hay còn gọi là đặt tại trung cung của căn nhà. Bàn thờ tổ tiên không nên đặt ở trung tâm nhà, trường hợp này thường xuyên gặp phải khi mà bố trí bàn thờ gia tiên trong nhà chung cư, do diện tích mặt bằng nhỏ hẹp, không có nhiều diện tích. Bàn thờ khi mà bố trí tại vị trí này mang lại nhiều điều hung cho gia chủ và các thành viên, thường thì sẽ mắc phải những bệnh về máu. Bàn thờ thần và Phật thì tốt nhất nên tách biệt. Đối với nhà có diện tích nhỏ thì mệnh chủ cần chú ý nên sử dụng bàn thờ phân tầng, không nên để chung bát hương bàn thờ Phật với bàn thờ gia tiên. Bàn thờ tổ tiên và bàn thờ Phật thì không nên đặt đối nhau trong một gian phòng, tốt nhất nên quay cùng về một hướng. Cần chú ý, bàn thờ gia tiên luôn luôn được đặt thấp hơn so với bàn thờ Phật. Số lượng thần Phật phải là số dương, do thần Phật thuộc dương, vì vậy phải dùng số lẻ, không nên thờ cúng cùng lúc quá nhiều thần Phật hoặc là thờ cùng lúc hai thần xung khắc nhau, có thể gây loạn linh khí, khiến cho người trong nhà tinh thần bất an, dễ gặp phải tai họa. Nếu có đặt tượng thần Phật mà tượng ấy lại bị nứt thì nên nhanh chóng thay mới, do tà khí có thể xâm nhập vào. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì phong thủy gia cát sẽ tổng hợp ra những loài hoa không được sử dụng nhiều trong việc thờ cúng. Quý anh chị hãy cùng theo dõi nhé. Đó là hoa ly. Hoa ly thì không nên dâng lễ Phật, bàn thờ gia tiên, bởi người ta kiêng dùng hoa ly vì sợ sự ly tán chia ly ở bàn thờ gia tiên. Hoa ly có thể dâng nơi thờ thánh, nhất là nơi thờ thánh mẫu. Hoa đại hay còn gọi là hoa sứ champa. Theo quan niệm của người xưa thì đây là hình dáng của loài hoa giống với bộ phận nhạy cảm ở nữ giới. Theo sử tích Lào thì hoa đại cũng không nên dùng trong chuyện tình yêu trai gái vì nó mang lại những điều không may mắn. Còn theo quan niệm
cây hoa này cũng là nơi trú ngụ của khá nhiều hồn ma không nên đặt lên bàn thờ. Hoa lan móng rồng. Đây là loại hoa thơm nhưng không dùng để thờ cúng bởi cánh hoa giống móng rồng và tên gọi của hoa cũng không đẹp. Chính vì vậy mà trong loài hoa này không dùng để thờ cúng tổ tiên. Hoa nhài. Hoa nhài là biểu tượng trong sạch, tinh khiết nhưng trong dân gian đây lại là loài hoa không đứng đắn hay gặp nghịch cảnh. Cúc vạn thọ. Loại hoa tên hay màu vàng, ở miền Trung thì hay dùng vì dễ trồng dễ sống, có màu vàng tươi tắn, sự may mắn và thịnh vượng. Tuy nhiên thì theo các nhà phong thủy thì không nên để cúc vạn thọ lên bàn thờ để tránh gặp những điều không may mắn. Mặt khác, hoa cúc vạn thọ có mùi rất hôi nên không được nhiều gia đình sử dụng để cúng tổ tiên. Hoa phù dung. Hoa phù dung có tên đẹp nhưng lại mang mau tàn, có tính không hay nên cũng không được dùng trong việc thờ cúng tổ tiên và đặt lên bàn thờ. Hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt có màu đỏ, bông cũng đẹp nhưng không dùng thờ cúng vì có chữ dâm đằng trước. Hoa cúc áo hay còn gọi là hoa cứt lợn. Tuy bông hoa xinh xắn, màu đẹp, chữa bệnh tốt nhưng chỉ cắm chơi được chứ không thể đặt lên bàn thờ nơi có thần linh và gia tiên bởi cái tên của nó không đẹp. Hoa phong lan. Loài hoa đẹp, bền, được nhiều người mua cắm bàn thờ dịp Tết, nhưng dâm Phật thì không nên dùng phong lan vì hoa có nhiều màu sắc rực rỡ. Mặt khác, chữ phong gần nghĩa với chữ phong tình, phóng túng, nên cũng không có nhiều người dùng để cắm lên bàn thờ. Hoa giả. Theo quan niệm dân gian thì không nên để hoa giả, hoa nhựa lên bàn thờ vì kém trang nhã. Ngoài ra thì hoa cúng biểu thị lòng thành của con cháu với tổ tiên. Nếu dùng hoa giả sẽ khiến cho lòng thành trở nên không thành thật. Với hoa giả, quả giả thì nhang điện so với phẩm vần tươi thì có kém phần trang nhã, tươi mát khi mà đưa lên bàn thờ. Cúng đồ giả tuy không mất trang nghiêm, bất kính hay là có lỗi, nhưng có thể trưng bày thường ngày, còn ngày rằm mùng 1 thì nên mua hoa quả tươi. Hy vọng rằng với những kiến thức trên thì anh chị có thể áp dụng vào việc chọn và bố trí không gian phòng thờ nhà mình để được trang nghiêm và thành kính. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Và đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi và ứng dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày.